VinFast đang bị chỉ trích quá mức cần thiết. Tháng 7 vừa qua, Vingroup đã chính thức tuyên bố dừng sản xuất và dừng bán xe hơi chạy xăng. Thưa quý vị và các bạn, VinFast còn khiến dư luận tranh cãi khi tuyên bố dừng sản xuất xe xăng, tập trung cho xe điện từ cuối năm nay. VinFast chính thức công bố ngừng bán các mẫu ô tô chạy xăng sau khi lô xe Lux và Fadil cuối cùng đã được khách hàng đặt mua hết. Trước khi tiếp tục tuyên bố ngừng đổi dịch vụ pin xe điện vào tháng 10 ngày sau đó, VinFast vừa công bố dừng chương trình đổi cũ lấy mới Smart Solution để chuyển sang các chương trình ưu đãi khách hàng khác. Suốt 3 năm ồn ào đầu tư, đế chế này đã ngấm ngầm thú nhận sự thất bại của kế hoạch sản xuất xe Made in Việt Nam, nối bước những dự án tiền bối như là điện thoại di động, tài chính, hàng không, vân vân. Trước tình hình ấy, nhiều người bắt đầu quay sang mỉa mai Vingroup là đế chế của những chiếc xe có động cơ BMW đúc thải hồi. Thiết kế thì na ná Ý, vì mạch điều khiển của Tàu, linh kiện hạng 2 của Đức, vân vân. Và họ kháo nhau rằng đế chế dởm đời ấy đang chuẩn bị chấm dứt. Thậm chí có người cực đoan hơn còn cho rằng VinFast đang lừa đảo người tiêu dùng, rằng các động thái của VinFast trước giờ chỉ nhằm mục đích phân lô bán nền chứ không thực sự chú trọng vào cốt lõi sản phẩm. Phải chăng sự ác cảm về thương hiệu Vingroup của chúng ta do hàng loạt thất bại trước đó của họ đã khiến cho VinFast hứng chịu quá nhiều chỉ trích hơn mức họ đáng nhận? Lừa đảo. Nếu xem sự thất bại của VinFast là một sự lừa đảo, thì đó quả thực là một tư duy đầy cảm tính và thiếu hụt kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường. Khi một người bắt đầu xây dựng một công ty, một doanh nghiệp mới để kinh doanh trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, người đó sẽ mau chóng nhận ra rằng kế hoạch trước đây của họ có nhiều vấn đề khi va chạm với thực tế, và rằng họ phải thử nhiều cách, thay đổi liên tục để tồn tại. Những lần thử nghiệm và thay đổi đó sẽ dẫn đến những chính sách kỳ lạ, bất hợp lý hoặc gây ra sự tức giận cho người dùng. Nhưng đó không phải là những hành vi lừa đảo. Đây mới là cách bạn lừa đảo này. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, hãng xe điện Nikola phát hành cổ phiếu ra công chúng IPO sau khi sát nhập vào một SPAC tên là Vector IQ Acquisition. Trong vòng một tháng, cổ phiếu của Nikola tăng lên 93,99 đô, đưa giá trị vốn hóa của một công ty chưa có sản phẩm lên mức kỷ lục 28 tỷ đô la, có lúc còn cao hơn cả hãng xe lâu đời Ford. SPAC, Special Purpose Acquisition Company, là một công ty được niêm yết chỉ để sau này sát nhập vào một công ty khác, tức là loại công ty muốn niêm yết nhưng không đủ điều kiện, hay là muốn đi tắt không thông qua con đường IPO nhiều khê. SPAC như thể là một vỏ bọc nhằm làm bệ phóng cho một công ty khác. Dĩ nhiên, những người lập ra các SPAC là những tay tài phiệt lọc lõi tìm cách hưởng lợi nhiều nhất từ các phi vụ làm bệ phóng này. Nhờ có SPAC, Nikola đã mang lại khoản lời khủng khiếp cho các nhà tài phiệt đầu tư, bất chấp việc hãng này chưa có bán được bất kỳ một chiếc xe hơi thương mại nào. Sau khi ăn một cú lời đậm thì cổ phiếu của Nikola bắt đầu xì hơi và gần như là rơi tự do. CEO của tập đoàn, ông Trevor Milton, đã từ chức vào tháng 9 năm đó sau khi nhận được các cáo buộc lừa đảo từ Hindenburg Research. Cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC và Bộ Tư pháp Mỹ đều mở các cuộc điều tra sau khi Milton rời đi và bị truy tố vào tháng 7 năm 2021. Ông bị truy tố với tội danh quảng cáo sai sự thật và gian lận tài chính với các mục đích thao túng về giá cổ phiếu. Các nhà điều tra kết luận rằng ông Milton đã nói dối tất cả các nhà đầu tư về mọi thứ liên quan tới Nikola, từ công nghệ của tập đoàn cho tới các kế hoạch phát triển sau này. Và trước khi đi tiếp thì các bạn cho sách của Smartroom chiếm sóng tí nhá. Đường đến vạn đơn, liệu bạn đã biết bí quyết? Bán cái gì? Lên sàn như thế nào? Kinh nghiệm của các chùm thương mại điện tử ra sao? Làm giàu và tự chủ tài chính bằng cách thấu hiểu thị trường cùng cuốn sách Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam. Khám phá và đặt ngay tại tủ sách của nhà nhện nhé. Quay trở lại VinFast, có một thông tin đang được lan truyền trên Internet rằng tất cả những gì tập đoàn này đang làm chỉ là một chiêu trò để được phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York và thu một món lời lớn sau khi úp sọt các nhà đầu tư. Thuyết âm mưu này được lan truyền sau việc VinFast tổ chức lễ xuất khẩu 999 chiếc xe điện VFS qua thị trường Mỹ vào hôm 25 tháng 11 năm 2022. Thật ra về mặt tích cực mà nói, nó là một phiên bản nhẹ hơn của kế hoạch lừa đảo của VinFast, vốn được cộng đồng mạng thai nghén từ khi công ty này thành lập năm 2017. Và đây là dòng thời gian của kế hoạch đó.
năm 2017, VinFast lại là bánh vẽ, không xây dựng được nhà máy ở Hải Phòng. Năm 2018 đến năm 2020, xe VinFast chỉ là xe giá rẻ, lắp ráp linh kiện từ Đức và Trung Quốc đem về Việt Nam bán giá cắt cổ. VinFast xài hàng thừa từ BMW. Năm 2021, VinFast úp sọt nhà đầu tư vì bỏ xe xăng. VinFast lại làm bánh vẽ ô tô điện và kiểu gì cũng bỏ bom những người mua xe điện. Năm 2022, VinFast dùng chiêu trò IPO trên sàn chứng khoán New York nhằm thu lợi lớn cho các cổ đông. Chúng ta có thể thấy rằng kế hoạch lừa đảo năm 2022 nó không khác năm 2021 lắm, vì hàm ý của nó vẫn là sau khi VinFast IPO thì họ sẽ rời bỏ người tiêu dùng. Tuy nhiên, chúng ta thấy từ bánh vẽ nhà máy ô tô đến IPO trên sàn chứng khoán New York thì đúng là một bước tiến lớn của trò lừa VinFast. Nhưng kế hoạch lừa đảo này có một điểm yếu, đó là khi bạn đã đi lừa đảo ấy thì bạn không đầu tư để làm ra món hàng bạn lừa đảo. Mọi người đi lừa đảo là để thu về món tiền khổng lồ với chi phí bỏ ra thấp nhất. Nếu bạn lừa đảo bán chung cư thì bạn sẽ không xây chung cư mà chỉ bán trên giấy. Nếu bạn lừa đảo đi bán máy lạnh thì bạn sẽ không nhập máy lạnh về bán mà chỉ thu tiền cọc rồi bỏ trốn luôn. Nếu bạn lừa đảo hỗ trợ đường dây đi du học, bạn sẽ không bỏ công đi ký kết hợp tác với các trường đại học mà bạn nói là bạn là đối tác. Bạn không đi làm hồ sơ du học cho khách hàng, bạn chỉ lấy tiền của khách rồi trốn thôi. Vậy thì nếu VinFast muốn lừa đảo thì việc họ xây dựng nhà máy ở Hải Phòng, xây hai nhà máy pin xe ở Hà Tĩnh và sản xuất hàng chục nghìn xe động cơ đốt trong ICE cũng như là hàng nghìn xe điện, lại còn mở cả showroom ở Mỹ và châu Âu, bán hàng cho khách ở Mỹ, đây là điều ngu ngốc nhất mà họ có thể làm để đi lừa đảo người khác. Nếu bạn lừa bán ô tô cho người khác và bạn xây nhà máy để sản xuất chiếc ô tô đó rồi lại giao nó cho khách hàng của bạn theo đúng hợp đồng thì là bạn vừa mới thất bại trong việc lừa đảo rồi đấy. Điều này khiến cho mình tự hỏi, cái người nghĩ ra cái thuyết âm mưu là VinFast IPO ở sàn chứng khoán New York để úp sọt các nhà đầu tư thì có bao giờ họ thực sự vận hành một công ty và nhìn bảng số liệu chi phí vận hành bao giờ chưa? Có bao giờ họ lên kế hoạch đường dài cho công ty và xoay sở mất ngủ vì phải xử lý các vấn đề liên quan đến sự tồn vong của công ty hay là chưa? Với mình chỉ nhìn VinFast như là một tập đoàn kinh doanh như các tập đoàn khác. Và tuy rằng mình có mong rằng VinFast sẽ thành công, nhưng mình không có niềm tin sắt đá về tập đoàn này, cũng như là cảm thấy tự hào hay là ngạo nghễ khi họ làm được những thứ đầu tiên cho Việt Nam. Có lẽ trường hợp của VinFast là một trường hợp kinh điển về hậu quả của việc trộn lẫn thương hiệu tập đoàn với chủ nghĩa dân tộc, dẫn đến cảm xúc tiêu cực gắn liền với cả hình ảnh tập đoàn. Mình thấy rằng văn hóa tung hô tự hào của Việt Nam đã tạo ra hai thái cực khi đánh giá về tập đoàn này. Lúc nào cũng sẽ có một phe vô cùng tự hào và tung hô VinFast như sự hiện diện của tập đoàn đó là một điều thần kỳ của quốc gia. Trong khi một bên khác thì lại luôn chỉ trích mạnh mẽ tập đoàn này trong mọi tình huống và mọi quyết định. Theo như mình quan sát được thì nhóm chỉ trích này đang tập trung quá nhiều vào VinFast một cách đầy cảm tính, cho dù họ sẽ lập luận để cho người đọc cảm thấy rằng họ suy diễn rất logic. Sự cảm tính khiến cho các chỉ trích ấy bị đẩy lên ở mức cực đoan. Thật ra chúng ta trong mùa World Cup cũng đang được chứng kiến sự chỉ trích đầy cảm tính này ở quy mô lớn hơn. Đó là việc truyền thông phương Tây chỉ trích nước chủ nhà Qatar vì liên quan tới các vấn đề nhân quyền. Mình sẽ trích từ bài viết In Defense of Qatar Hosting the World Cup trên báo The Economist như sau. Người lao động nhập cư bị đối xử tệ hại. Ở quốc gia này có ít tự do tình dục hơn tất cả các quốc gia phương Tây. Đây không phải là quốc gia dân chủ. Những đánh giá này đúng với Qatar, nơi giải đấu bóng đá World Cup kéo dài một tháng sẽ được tổ chức bắt đầu từ cuối tuần này. Các nhà đánh giá này cũng đúng đối với Nga, quốc gia đăng cai kỳ World Cup trước đó, hay là Trung Quốc, chủ nhà của Thế vận hội Olympic mùa đông gần đây. Sự thật thì Qatar là quốc gia phù hợp hơn cả hai nước kia trong việc tổ chức sự kiện thể thao lớn. Nếu nói nhẹ nhàng thì các chỉ trích của phương Tây về quyết định trao Qatar quyền tổ chức sự kiện cho thấy rằng họ không thể phân biệt được đâu là một thể chế cường bạo và đâu là một chính quyền có nhiều vấn đề. Nếu nói nặng ấy thì các chỉ trích này là một sự mù quáng. Có rất nhiều người chỉ trích nói như thể họ không ưa gì người đạo Hồi hay là người giàu. Qatar có thể không phải là một quốc gia dân chủ, nhưng nó không phải là nơi bị cai trị bởi một gã độc tài tàn ác. Người cai trị trước của họ đã hoàn toàn tự nguyện xây dựng hệ thống bầu cử, không dưới áp lực nào. Ông ta cũng thành lập kênh truyền thông Al Jazeera, vốn có nhiều phát ngôn tự do hơn các tờ báo Arab khác, cho dù tờ này vẫn thường mềm mỏng khi nhắc về Qatar. Đó là sự khác biệt một trời một vực so với nước Nga của Vladimir Putin, nơi bạn sẽ bị bỏ tù vì mô tả tình hình ở Ukraine là một cuộc chiến tranh, chứ chưa nói đến là chỉ trích nó. Và sự khác biệt này cũng rất lớn nếu so với cả Trung Quốc, nơi không ai được phép bày tỏ bất kỳ một sự bất đồng chính trị nào. Còn ở Argentina, chính quyền quân sự độc tài thì vứt những người chỉ trích họ ra khỏi trực thăng khi họ tổ chức kỳ World Cup 1978. Điều này cũng đúng với các chỉ trích mà VinFast đang hứng chịu. Những gì mà nhiều người cho là tồi tệ,
không chấp nhận được đối với VinFast. Thật ra nó chỉ ở mức tệ bình thường so với những gì hãng xe khác đang thực hiện. Chúng ta có thể xem xét ở một trường hợp dụ tiêu biểu. Ví dụ lớn nhất cho việc bán hàng không đúng với quảng cáo đến từ Tesla. Với tính năng tự lái của họ, hãng Tesla đang dính cáo buộc rằng xe của họ không thông minh như là họ quảng cáo. Điều này dẫn đến hiểu lầm lớn cho người tiêu dùng trong nhiều năm qua. Tesla đã bán xe có chế độ tự lái vào năm 2016, bất chấp việc tính năng đó chưa được kiểm định an toàn. Và nó là nguyên nhân gây ra rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe của chính hãng này. Đây được coi là kiểu bán hàng vô trách nhiệm hàng đầu trong lịch sử ngành ô tô vì nó đã dẫn tới cái chết của rất nhiều người. Ví dụ tiêu biểu cho việc hãng xe muốn móc túi người tiêu dùng là BMW và Mercedes với chính sách đóng phí hàng tháng để mở khóa tính năng. Theo đó, trên các mẫu xe BMW có tính năng ghế sưởi, hãng cho phép người dùng đóng phí 17 euro trên tháng hoặc là 18 USD trên tháng ở Mỹ chỉ để dùng cái tính năng này. Còn nếu muốn mở khóa vĩnh viễn tính năng này thì người dùng phải bỏ ra 400 euro. Có thể nói rằng BMW là hãng đi tiên phong trong việc móc túi khách hàng bằng cách bán các gói dịch vụ số theo xe, bao gồm gói đèn thông minh, gói hệ thống tự lái thông minh, gói camera an ninh. Cách bán hàng này được duy trì bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ đến từ truyền thông và người tiêu dùng. Sự chỉ trích này lớn tới mức mà BMW Hoa Kỳ đã phải đưa ra các giải thích biện hộ cho các gói dịch vụ mà họ gọi là Function On Demand này. Như các bạn đang thấy, đó là các tùy chọn theo xe của hãng BMW bên Vương quốc Anh, với các gói dịch vụ được đánh dấu là Trial Now. Tồi tệ thay là cách bán hàng của hãng xe đến từ Bavaria này lại được đồng hưng Mercedes nói theo và đã đưa nó lên một tầm cao rất mới. Hãng xe này cho phép khách hàng đóng khoản phí 1.200 euro trên tháng chỉ để mở khóa tính năng động cơ giúp cho xe điện của họ tăng tốc nhanh hơn 1 giây. Gói này chỉ áp dụng cho dòng xe điện EQS họ mới ra mắt, có giá bán khởi điểm loanh quanh 100.000 euro. Còn nói về độ an toàn ấy, thì chúng ta có xe điện bZ4X của hãng quốc dân Toyota với cái lỗi rớt bánh. 2 tháng kể từ tháng 4 năm 2022, khi hãng mở bán dòng xe này ở thị trường Mỹ, doanh số mẫu xe này của họ vẫn được ghi nhận là không. Nếu chúng ta đặt những vấn đề mà người dùng xe VinFast gặp phải trong 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam so với các vấn đề được liệt kê ở trên, thì chúng ta sẽ thấy các vấn đề đó bình thường đến mức nào. Hãy nhìn lại các chỉ trích phổ biến cho hãng xe VinFast. Nhân viên bán hàng thì lố bởi vì nói xe lái hay như là BMW, hay là so sánh VinFast với xe sang từ châu Âu. Xe thì khấu hao nhanh, chính sách giá thay đổi liên tục làm thiệt hại cho người mua. Chính sách thuê pin nhưng sau này đã cho mua pin luôn. Xe thì giá cao, độ hoàn thiện các mẫu đầu tiên không cao hay bị lỗi vặt. Và cuối cùng là chính sách kiểm soát truyền thông. Đối với mình, nó là điều xảy ra tương đối phổ biến khi bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tạo ra một sản phẩm phức tạp như là xe hơi. Tuy nhiên là chúng ta không nên vì một sự ác cảm có sẵn với thương hiệu Vin hay là tỷ phú Phạm Nhật Vượng mà phóng đại các vấn đề này lên và lan truyền niềm tin tiêu cực rằng doanh nghiệp này chỉ đang là một trò lừa tinh sao. Mình thấy rằng việc doanh nghiệp này dù sau này có thất bại, nhưng ít nhất những di sản nó để lại vẫn là rất tích cực. Quốc gia có một lứa sinh viên kỹ thuật ra trường được làm việc với máy móc công nghệ cao, biết về các kỹ thuật tân tiến liên quan tới điện, tới pin xe điện. Một lứa các quản lý có kinh nghiệm vận hành các nhà máy lớn theo tiêu chuẩn của châu Âu và Mỹ. Một kho kinh nghiệm trong việc huy động vốn ở thị trường tài chính quốc tế. Một lần nữa, chúng ta nên tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng phải chăng bởi sự ác cảm với thương hiệu Vingroup của chúng ta mà VinFast đã hứng chịu nhiều chỉ trích hơn mức mà họ đáng nhận. Và đó là toàn bộ quan điểm của tác giả Husky Wannafly về vấn đề VinFast. Các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Pink Dot, còn đây là Spider Room. See ya!